Tôi hỏi cái nuôi con yêu phải giấy tờ gì không nhỉ? Không, nó là động vật nuôi phổ thông rồi bác ạ. Nhiều người cũng lo như bác, nhưng mà nó chính thức, tức là mình ở trên này thì người ta nuôi hiện bây giờ là không có một cái khó khăn gì trong cái việc nuôi con đà điểu cả. Nó là con vật, nó bác như kiểu bác nuôi con ngỗng, con ngan trong nhà, không ai có quyền hỏi hay là giấy tờ gì đâu. Này rồi, thế mình hỏi thế thôi mà. Nếu mà có thì tại vì là nó không nằm trong nhóm B2 hay là cái gì cả, nó là vật nuôi phổ thông. Rồi. Nếu mà ai hỏi bảo là trung tâm nghiên cứu gia cầm dị phương bán cho toàn dân thì không ai phải giấy tờ gì. Rồi, nhất trí. Rồi, cảm ơn nhá. Vâng, ai chuyển nhá.